2 phút dành cho đội mình xin được phép bắt đầu. Người ta cố gắng ở gì để người ta cố gắng sống thật lâu để làm gì? Để tăng chiều cao. Thôi không chơi nữa đâu. Tiếp luôn hết giờ. Để được ăn tốt chiều lòng. Rồi ok, nhanh lên nè. Câu này vui nè. Con gì đen nhất mà nhiều người biết? Con muốn chính xác. Trứng gì mặc ở trên cây? Hả? Cái gì? Trứng gì mặc ở trên cây? Trứng hộp thì lộ hả? Cái gì đó? Trứng chim. Trứng gì mặc trên cây? Trứng chim. Trứng cút. Ai? Trứng cá. Con cút lại trên cây, con cá đâu ở trên cây đâu. Cái đéo hả? Rồi nhanh lên nào. Hoàng gì mà ai cũng thích? Anh Hoàng mặt. Sai, Hoàng hôn. Ủa Hoàng hôn. Rồi tiếp theo. Trong số tất cả các số, số nào được mọi người thích nhất? Số 8. Sai, số hưởng. Kể nó có người được rồi. Nếu cục xà phòng mà rơi vào dũng sinh đầy vi khuẩn thì dũng sinh được diệt khuẩn thì cục xà bông sẽ bị diệt khuẩn không? Cục xà bông sẽ bị thôi. Đây, em cũng đang tìm câu trả lời. Hả? Ồ. Câu cuối cùng, ai là người đi qua hầm thủ tiên đầu tiên? À, cái người làm hầm. Chúng ta đã trả lời xong câu hỏi trước kỳ hết giờ. Trời ơi, một giây nữa. Nhưng mà em không cam tâm. Vì sao vậy? Tại vì á hả, câu nào anh cuộc đời sẽ có nhiều thứ làm em không cam tâm lắm rồi. Dạ, cho nên không em sao, vui lên. Em cố gắng ăn vui lên. Cố gắng ăn tâm. Rồi, ok. Một phần quà dành cho bạn Xuân Tiến.